nguyên một vườn sầu riêng đó quý anh chị. Thì hôm nay em có mặt tại xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để gửi đến cho quý anh chị một lô đất rất thích hợp để làm nhà vườn, hoặc là mình xây nhà, hoặc là mình mua để mình trồng một nguyên một vườn trái cây cũng rất là hợp lý nha quý anh chị. Thì lô đất của mình hôm nay là em giới thiệu là lô đất đối diện với cái vườn sầu riêng. Thì lô đất của mình là nằm đây, có tổng diện tích là 1.005 m2, và cái điều đặc biệt của lô đất này là góc hai mặt tiền. Và quý anh chị cũng nhìn thấy cái hướng này, quý anh chị đi ra là ra lại đường Kim Long Láng Lớn. Từ đây đi ra chạy chưa đầy 50 phút, chưa đầy 50 m là đi ra tới đường Kim Long Láng Lớn rồi quý anh chị. Lô đất của mình á thì được 19 m mặt tiền, tính từ ngay cái mỹ đường này và chạy tới ngay chiếc xe của em đang đậu là 19 m. Và cái chiều dài của lô đất á thì được 52 m 9, đất thì phủ hồng toàn bộ. Hiện tại thì trên đất chủ không có trồng gì hết quý anh chị. Đây là cái mặt tiền phía bên hông này, cái chiều dài của bên này thì được 52 m. Đó, cái lô đất này thì đất đỏ Ba Giang, quý anh chị cũng nhìn thấy sát bên của mình thì có một nhà vườn trồng sầu riêng. Đó, rất là tươi tốt luôn, đất này rất là tươi tốt và màu mỡ nha quý anh chị. Thì em cũng nói luôn cái giá để cho quý anh chị đỡ mất thời gian xem ha. Thì được chủ gửi bán với giá là 4.6 tỷ. Cái lô đất của mình á thì nó nằm sát với hồ Kim Long. Tí nữa em sẽ chạy ra để quay cái hồ Kim Long để cho quý anh chị được nắm rõ hơn ha. Đây, cái ranh giới của mình là tới ngay đây. Đó. Về pháp lý thì lô đất này chủ đã làm khu đo mới. Quý anh chị mua muốn công chứng trong ngày thì công chứng, mà không thì mình một tháng công chứng vẫn được. Thì lô đất này rất là tiện lợi, chỉ cách Láng Lớn tầm 4 km thôi quý anh chị. Nằm giáp với Sà Bang, Bộ Chinh, và cách cái đường Kim Long Láng Lớn thì chưa đầy 50 m thôi. Đó, đường thì đường bê tông, khu dân cư, điện nước, dây wifi đầy đủ. Và phía cái đường đi vào lô đất các quý anh chị đều có camera an ninh. Chỗ này thì rất là nhiều nhà vườn rồi, như quý anh chị cũng đang thấy ở trên màn hình đó. Rất là nhiều nhà vườn trồng sầu riêng và mít, bơ. Khu dân cư thì bám theo trục đường này thì hai bên đều là khu dân cư rất là đông. Ban đêm có đèn chiếu sáng, dây wifi, điện nước đầy đủ hết rồi. Quý anh chị mua về mình xây hoặc là mình xây nhà, hoặc là mình làm một cái vườn, em thấy cũng rất là hợp lý. Thì cái em nói cái hướng đất luôn nha quý anh chị, cái hướng mà 19 mét mặt tiền của mình này xây qua hướng này là hướng bắc này, còn cái góc hai mặt tiền của mình á thì hướng này là hướng đông. Đó, khu dân cư rất đông, đường thì thông thoáng, đường bê tông thông thoáng. Tới nữa em gửi cho quý anh chị nhìn thấy cái sổ đất rất là vuông và rất là đẹp luôn. Hai bên đường thì được
chủ nhà bên này cũng trồng nhiều cây hàng cây hoa, nhìn rất cũng rất là đẹp này. Đó. Khu dân cư là ở dày đặc luôn nha quý anh chị. Sau đây em sẽ chạy từ đất ra phía ngoài đường để cho quý anh chị và cô chú nắm bắt được lô đất này dễ hình dung hơn ha. Trên màn hình của quý anh chị đây là hồ Kim Long ha. Từ cái vị trí lô đất của hồi nãy mà em quay cho quý anh chị mình đi ra lại cái hồ Kim Long này thì mình chạy tầm 200m thôi là tới rồi. Trời ơi, dưới đó cá quá trời luôn kìa, bơi tung tăng tăng luôn. Một lô đất rất thích hợp cho quý anh chị nào mà mua về làm cái nhà nghỉ dưỡng nghỉ mát, hoặc là mình xây nhà để mình định cư, mình lập nghiệp luôn. Cuối tuần mình hoặc là ngày nào mình rảnh mình cứ ra hồ Kim Long này mình câu cá, mình về mình làm món chiên xù cũng được nha quý anh chị. Đó, sau đây em chạy ra cái đường Kim Long Láng Lớn để cho quý anh chị nắm bắt ha. Nó sát bên đối diện cái hồ Kim Long có một cái nhà vườn rất là đẹp. Từ vị trí cái hồ Kim Long đó mà quý anh chị đi ra lại đường Kim Long Láng Lớn thì rất là gần ha. Chỉ chưa đầy 100m. Đây nè quý anh chị, cái lô đất của mình là nằm cái đường này nè. Đó. Thì từ cái đường này thì em chạy là đường để ra hồ Kim Long để review cho quý anh chị. Còn mà mình đi cái đường bên kia thì cách cái đường Kim Long Láng Lớn này thì chỉ 50m thôi. Đó, trước màn hình của quý anh chị là đường Kim Long Láng Lớn. Mình quẹo tới phải này là mình đi lên Láng Lớn này, tầm 4 cây số nữa là mình đi lên Láng Lớn. Đó. Mình đi lên thành phố Hồ Chí Minh thì từ vị trí này mà đi lên thành phố Hồ Chí Minh thì tầm 55 cây. Đó. Xung quanh bán theo 20 đường là khu dân cư rất đông. Còn đây từ đây mà đi ra quốc lộ 56 thì 5 km nha quý anh chị. Đó. Năm km là quý anh chị ra tới ngay trung tâm thương mại của Kim Long luôn á. Quý anh chị nào thấy lô đất này hợp với nhu cầu của mình đang tìm kiếm thì hãy liên hệ qua số điện thoại của em hoặc là cái bàn Zalo Facebook, em gửi thông tin và tư vấn nhiệt tình cho quý anh chị. Chúc quý anh chị một ngày làm việc thật là hiệu quả và xem video thật là vui vẻ. Nhớ bấm like, đăng ký kênh để nhận những video mới nhất đến từ kênh của Tài. Cảm ơn thời gian vừa qua quý anh chị đã ủng hộ và đóng góp ý kiến để kênh của Tài càng ngày càng phát triển. Xin chào và hẹn gặp lại.